nó rồi giặt giả, nó bệnh hoạn này kia, thành ra rồi giặt giả nữa. Vậy thì cái ngày mà thầy về đó thì sao ông già có nói lại đó, thầy có nói biểu rằng sau này nó chết dữ lắm thầy mới về. Trời, nó bệnh con người chúng ta bị gì, thầy nói cái bệnh đau nhiều chứng dị kỳ khó kể phải không? Nhưng mà cái này còn kể số chết được. Còn đến khi mà Đức Thầy nói lớp đau chết kể thô vô số là không có kể số được. Mà cái bệnh đó là gì? Bệnh trời. Dương trần sắp dướng bệnh trời. À, bệnh trời mà hết 10 phần hết 7 còn 3. À, rồi ông kia ông nói thêm cái nữa hết 2 còn 1 mới ra thấy bệnh. Cụ Thiên Cơ thì hồi trước Đệ Nhị Thế Chiến thầy nói rõ ràng rồi, nó đã sự thật rồi, thì bây giờ cũng có nữa nhưng mà không biết cái mẹo nào nghe. Vì vậy nếu nói con giáp á thì nó 12 năm, mà nếu nó một giáp á thì nó sẽ 61 năm rồi. Nhưng mà mẹo mà không biết mẹo nào, nhưng mà mình nhắc lại thôi. Vì thầy nói năm mèo thì cái năm mèo đó nó xảy ra cũng như hồi năm một lần mèo kêu bá tánh rồi sao đó. Năm mèo tháng mèo nó chưa buồn, vậy thì 12 tháng là 12 con giáp. Năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về là khóc. Là tại sao khóc? Là con xa cha, vợ xa chồng ha, đói khổ này kia rồi chết chóc đó là khóc. Năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về, vậy mà chưa thấy u ê. Rồi trung ương rồng lộn là tới cái năm thìn đó, ê hề thay thi là chết vậy đó. Rồi mèo kêu xiết tới sầu bi, tới gà về ổ, dậu thì bình an. Đó, vậy thì bây giờ dậu là tượng trưng cho cũng như thường khi đêm mà gà gá là bắt đầu sáng. Đó, vậy thì mình đây là bị vô minh cái hạ quan này cũng như cái trời tối. Mà muốn sáng nó hen thì tới cái năm dậu. Dậu Phật ra đời thế giới được bình yên. Vậy thì Đức Phật mà lên, ông Minh Vương cũng lên ngôi rồi, nó thì thế giới được bình yên. Là cái đời của hạ quan thượng quan nó mở lên rồi, nó sáng suốt, con người mình không còn khổ nữa. Thì tượng trưng cho cái thức dậy là trời sáng. Mà thầy nói rừng hồng vừa ló ra cảnh rồi, nó ló rồi sắp trời sắp mập mà ngủ đêm năm canh. Mà giờ tới canh năm rồi bắt đầu nó gấp gần sáng rồi, gà gá là sáng. Nhưng mà tới đó rồi đó thì cái thường khi là tới cái năm dậu là cuối. Bởi vì cái hạ quan này nó hết, nó tối. Mà muốn sáng là phải là hết cái năm dậu. Cũng như cái Đại Nhị Thế Chiến đó, thì Nhật nó hỏi Đức Thầy, Thầy nói Nhật ăn không hết nửa gà. Thì tới nửa năm dậu Pháp nó, Nhật nó đảo chánh Pháp. Thì có nửa năm mà thì bị lật đổ lại. Mỹ nó liền hai trái bơm ngoài đảo Trường Kỳ thì Nhật có đầu hàng. Nó thành ra về chỗ đó. Thành ra bây giờ đó thì mình đoán là cái năm dậu đó là bắt đầu gà gái là sáng. Vì mình đây đang ở trong cái tối, hạ quan này nó tối rồi đó. Thượng quan là sáng. Thì có một câu nữa nói rằng tức hợi nhị niên gia tiền định, là kế đó là tức hợi là năm chó và năm heo đó, là hai cái năm đó là tiền định là cái đời thượng cổ, đó là lập đời thượng cổ. Nhưng mà không biết cái con heo nào, con heo này hay là gì thì thôi, bây giờ mình nói heo này đặng là mình đoán, là mình sợ đặng mình làm riết. Chứ còn nếu mình nói không, con giáp này chưa tới thì mình giải đãi phải không? Bởi vì đó ai biết được ngày mai, ngày nay nó yên, nhưng mà ngày mai thảm sầu. Vì thế mà bây giờ mình thôi tu trước đi. Đó. Khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Vậy thì cái cơ biến chuyển này nó nhất định là phải đến thôi, nhưng mà sớm hay muộn. Đó, chứ phải đến. Vậy thì bây giờ mình nói thôi, bây giờ đón cái năm mẹo này đi, đặng rồi mình ráng tu. Đó, chứ còn để mình đi cái chỉnh chợ cái rồi chừng sắm nổ cái mình đâu có tu kịp, phải không? À, vậy thì bây giờ còn chưa nổ thì bây giờ mình tu đi. Mình đón cái năm dậu này đi. Nó năm không chừng năm dậu này tới. Thôi giờ mình tu đi. Bây giờ mình thấy chiến tranh này kia, mình thấy con người chết chóc qua tùm lum hết trơn rồi. Thôi khổ quá vậy, mình thấy chắc cái đời tới quá. Thôi giờ rủ nhau con cháu ráng lo niệm Phật, ăn chay tu. Thì cái đó để mình dìu dắt nhau. Chứ mình nghe lời người ta nói gì chứ không tới. Cái thành ra mình giải đãi. Mà hãy giải đãi rồi chừng mà nó tới rồi ai cứu mình? Bởi vì mình không có nghe lời Đức Thầy, không cứu. Bởi nghe theo lời chỉ mấy ngày rồi gặp ta. Còn ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Đó. Nói gì chỗ đó mà hôm nay còn cơ hội này, mình ráng nghe lời tin Đức Thầy là ông Phật, ông xuống đây ông cứu mình rồi ông lập lại cái đời tương quan cho mình hưởng.
mà mình không có làm thì rất uổng. Vậy tôi cũng nhân trên cho cô bác anh chị em ráng thức tỉnh mà tôi đi cho đón đi. Bây giờ mình nói cái con giáp này nó đến rồi đó, nặng nặng chi mình ráng lo tu. Chứ để thôi chờ anh chạy. Dạ thưa ông hai, thì có một số cô bác nói là thầy mình đã về rồi, thầy ông hai nghĩ như thế nào hả? Cái đó là tại người ta đồn nó nóng lòng chứ thật ra không được. Dạ. Bây giờ nếu mà nói thầy về thầy giả là đâu có biết được. Nhưng mà đức thầy lãnh cái trách nhiệm nặng nè lắm, lớn lắm chứ không phải việc nhỏ mà về chỗ này chỗ kia đừng có tên. Thầy nói thầy về mà có đất Á trời Âu gian lần lần. Chứ không phải mày về âm thầm vậy đâu, coi chừng ai đó giả trá người ta sưng. Thì khi mà đức thầy vắng mặt tới giờ đó ha, là cũng 4 năm ông giả trá rồi. Cho nên bây giờ mình không có đức thầy là một vị Phật rồi, không có cá nhân mà về mà như tôi hay là ai nó gặp một hai người không phải vậy, không có lén lút. Bây giờ ông Phật ông xuống lãnh trách nhiệm xuống đây năm mới sắc lệnh xuống đây cứu đời và lập quốc, mà không phải cứu nước Việt Nam không hen, mà dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh này kia rồi nước Việt Nam này mà còn thế giới nữa. Thầy đi dạo cõi ta bà dạy những kẻ đường xa chưa rõ, bằng ngày thầy dạy cho chúng sanh rồi tối thầy còn dạy cho cái kẻ ma quỷ nữa, cái phái vô hình đó, rồi lên non lên núi dạy con thú nữa, ở năm non dạy dỗ cáo cài xuống trần thế mới ra tay dắt chúng. Vì thế cái trách nhiệm của đức thầy đó dữ dằn lắm chứ không phải là chuyện nhỏ nhặt vậy đâu, rồi mình tin bướng nghe càng thành ra chỗ đó mình làm tưởng. Vì đức thầy nói cái thời kỳ hậu quan này là các đạo tà nó mưu khéo âm thầm dần ráng tránh kẻo lâm mà cổ, chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ dùng phép màu lè mắt chúng sanh đó, rồi nó cũng giả ra ba ngắn cổ này kia, nó cũng uống axit này kia nghe đó, thành ra thì chỗ đó đừng có tin. Bây giờ để thầy kiếm mình cho đừng có đi kiếm thầy là không có được. Bởi vì cái mẫu chuyện mà thầy cúc bắt đó, mình cúc mà thầy có mình cúc thì thầy ngồi trên thầy vỗ một cái nắm đầu lên hết. Còn khi mà thầy lặn thầy cúc rồi cái không ai mò được hết. Rồi tự nhiên hồi thầy trên tổ đình đi xuống, thấy không? Vậy thì bây giờ đừng có tên, ngày thầy về đất Á trời Âu gian lần chứ không phải về chỗ này chỗ kia. Đừng có nghe nói về chợ cái sáng về ngoài chợ rồi súng nhau chạy ra ngoài thầy phong chức cho cái đó là làm không được. Dạ. Nghe nhớ vậy đi, đức thầy trách nhiệm lớn lắm, chứ không phải mà việc nhỏ nhoi vậy đâu. Dạ. Mà về lén lút vậy đó. Dạ thưa ông hai, còn ở chỗ này thầy cho biết là khi nào mà chết bệnh chết chung kịp thầy về có phải không hay? Thì khi mà một vị Phật hay vị tiên thánh xuống trần thì cái khổ ngày mới xuống. Vậy thì khi đức Phật thầy Tây An xuống lúc đó đó hen, thì ôn dịch cũng dữ dằn đó. Thành ra cái cơ hội rồi đức thầy xuống trần cũng vậy, nó rồi giặc giả nó bệnh hoạn này kia, thành ra rồi giặc giả nữa. Vậy thì cái ngày mà thầy về đó thì sao ông già có nói lại đó, thầy có nói biểu rằng sau này nó chết dữ lắm thầy mới về. Rồi nó bệnh con người chúng ta bị gì, thầy nói cái bệnh đau nhiều chứng dị kỳ khó kể phải không? Nhưng mà cái này còn kể số chết được. Còn đến khi mà đức thầy nói lớp đau chết kể thô vô số là không có kể số được. Mà cái bệnh nó là gì? Bệnh trời. Dương trần sắp dướng bệnh trời đó, bệnh trời mà hết 10 phần hết 7 còn 3 đó. Rồi ông kia ông nói thêm cái nữa hết 2 còn 1 mới ra thấy bệnh. Vậy thì mình coi cái tuồng hát là phim truyện cũng vậy ha, trăm tập chứ, nhưng mà kết cuộc rồi đông thiệt nhưng mà chừng giảng không còn mấy người. Thì cái hạ quan này cũng vậy, lựa đây cho tới cái ngày mà sấm nổ rồi tới cái ngày mà Đức Minh Vương lên ngôi đó ha, là vô đó không còn bao nhiêu đâu. Bởi vì bây giờ nơi cửa thánh người càng quạnh vắng, cái chỗ cửa thánh á thì mở mà không có đi. Rồi cái nơi cửa thánh đường người càng quạnh vắng, chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông. Bây giờ mà nếu nói đạo hay là nói cái phòng độc giảng là chùa thì ít đó, mà đi này kia đó thì rần rần phải không? Vậy thì thầy nó thiên đường hữu lộ. Về cõi cực lạc thì thầy có thầy là về xuống dẫn mình mà không chịu đi. Ngục môn hổng cửa, cái ngục người ta khóa phải không, đôi ba lớp mà cũng chen vô trọng. Vậy thì bây giờ cái lực nhân quả rất nghiêm minh thôi, bây giờ tại đó là cái nhân quả của mình. Bây giờ thầy biết nói kỳ này đó, nếu ai cải tà quy chánh thì lý thiên đình ân xá, xả hết. Vậy thì đây kỳ này là kỳ xả tội mà chúng ta
rất may mắn mà không có đăng ký thì nó uổng như đó. Kỳ xã tội này còn một lúc sao không tu đặng có hơn nhờ, mà tu chi tu để đặng hưởng cái đời thụng ơn, hoặc là chúng ta về cực lạc thành Phật. Vậy thì nó quý vô cùng tận. Hôm nay gặp được ông Phật cũng xuống đây, mình té nằm dưới đây rồi ông đỡ mình đứng dậy, rồi ông dắt mình, diều đó, diều là đỡ mình đứng dậy rồi ông dắt. Mà dắt về đâu? Dắt về cực lạc, hoặc là dắt qua cái đời thượng hoa là dự hội luân qua tại núi Không Cấm. Vậy thì hỏi gì chứ, dễ gì mà có, mà bây giờ có mà tại sao mình không đăng ký, thì rất là uổng. Vậy thì mong rằng quý ông bà cô bác ráng mà giác ngộ đi, tin Đức Thầy là một vị Phật, mặt ông Phật ông nói thì có. Thì bây giờ mình ráng nghe lời ông để đặng là mình sống còn để qua cái đời thượng quan, ông thưởng ban thưởng cho mình hưởng cái đời tiên sung sướng như tiên, khỏe như tiên, đẹp như tiên, phải không? À, vậy bây giờ mình không đăng ký uổng lắm. Mẹ tôi cũng mong rằng quý ông bà cô bác anh chị em được mà trao đổi này, mặc dầu nói cái câu văn nó rất là thường thôi, nhưng mà nói ít, nhưng mà cô bác nằm đêm suy nghĩ câu hỏi đây, mình sống đây để làm gì? Lây quay đây rồi cũng già bệnh chết, mà bây giờ đâu có tới bệnh mà tới già, đời hạ quan hay chết tuổi sanh, phải không? Vậy thì cái cuộc sống của mình chỉ có một tấc hơi thôi. Bây giờ cái không khí lãng này mình mượn hít vô thở ra, mà nó ra mình không trở lại là rồi. Chứ đừng nói tôi mạnh, tôi giỏi, tôi giàu, mà giàu có bạc tỷ thì nó có mua được sự sống không? Vậy thì thôi, bây giờ với ông bà cô bác nghe lời Đức Thầy là ông mong là ông Phật ngồi trên ngôi vị hưởng Bồ Đề mà xuống đây đó là gì? Nóng lòng thương mình sắp chết, vì thế mà ông xuống đây, ông đã cứu mình, ông chỉ cho mình cái lẽ sống. Vậy thì qua lời Đức Thầy dĩ ông Ba Đạo, ông hỏi Đức Thầy cái khổ chúng sanh như vậy cách nào sống, chỉ cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp ngàn năm ơn Đức Nguyện ghi lời. Hỏi Đức Thầy vậy, cái khổ nước dân lửa cháy hùm tha số vác thú dữ lộng hành năm chèo nổi dậy này kia vậy đó, vậy thì cách nào sống? Thì Đức Thầy trả lời gọn gàng, thành tâm khẩn Phật với lại trời là cúng lại đó. Muốn khỏi cái hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Thì biểu niệm Phật ha, việc khuyên chúng sanh niệm Phật được coi đời. Vậy ở cái đâu có khó đổ bắt dân nắng dầm mưa gì đâu, phải không? Mà mình nói là không nổi. Ông Phật cũng làm chánh không mà ông giác ngộ được, ông biết cho nên ông không gây cái nghiệp quả. Còn chúng ta vì mê muội cho nên chúng ta tạo quả bất lành, cái nhân bất lành, cho nên đến ngày quả là đau, rồi tai nạn. Con hỏi câu rồi ông hai. Dạ thưa ông hai, Đức Thầy mình có hai câu giảng như thế này là tà quá hạ quan khai ác chiến ác niên mình phải kiếm ông thầy là như thế nào phải không ạ? Tà quá là nói cái người đó là nó không có đạo, mà nếu không có đạo á thì nó hung dữ vậy đó. Thành ra vì chỗ đó mà tà nó gây cái ác chiến, thì bây giờ mình thấy nếu mà thiệt người thì biết thương người, mà hỏi thiệt người biết thương người là đâu có gây ra chiến tranh, đâu có giết chóc với nhau. Đó. Thành ra vì chỗ đó mà mình thấy cái đạo bây giờ các đạo tà nó cũng khéo lắm. Các đạo tà nó mưu khéo âm thầm, mà tà này nó là từ ở trên xuống à nghe. Trời mở cửa rồi quỷ vương nó xuống. Nó xuống đây nó mưu mô đủ cách. Cho nên bây giờ mình á phải lọc lừa, chứ còn không á thì cũng bị ảnh hưởng với nó. Cho nên bây giờ Đức Thầy nói bây giờ mình tu đi thì nó tránh được, vì mình tu là có chư thần ở trên độ mình. Đó, thành ra mình không có, mặc dầu nó khổ như vậy nhưng mà nó chết, nhưng mà cái người tu không sao. Tại vì thầy nói tu thì sống mà không tu thì chết. Vì cái tà nó độc ác đó. Cũng như bây giờ nói ông Du Não đó, ông làm cái đạo tà đó, ông đó giết 100 người thì ông được phong chức về trời. Đó là cõi trời thứ 6 đó. Thì thế mà sao gặp được Phật rồi thì Phật nói có ngươi làm pháp rồi, nhân quả rất nghiêm minh, mà ngươi giết người ta thì nữa mới thường mạng. Vì thế mà đây là cái ngươi làm, bây giờ thôi ngươi cải hối ăn năn trở lại đi. Vì thế mà ông Du Não ổng mới giác ngộ được. Thì mình bây giờ cũng vậy, mình thấy bây giờ trên đời này mình thấy tại sao mà bây giờ làm người mà là ôm mình chạy vô đám đông rồi cho nổ chết, có liều mạng không? Như vậy đó là tà, nó không hiểu được cái đạo và không có cái đạo đó nó biết thương người. Thành ra những chỗ đó đến cái thân mạng của nó cũng không biết nữa. Đó, thành ra những chỗ đó mà cái thời kỳ này nó xảy ra như vậy.
Nhưng mà nói giặc trần này đây, mà mình thấy bây giờ là me chế vũ khí để gì? Giết lẫn nhau chứ gì? Tranh lợi danh, giết lẫn đồng bào, tranh với lẫn nặng dành cơm cá. Đó, vậy thì bây giờ cũng vì cái chỗ mà tranh với nhau mà thành ra giết với nhau. Đó, thành ra bây giờ Đức Thầy biểu mình nó thương nhau như con một cha đi, thu hòa nhau đi, tha thứ cho nhau để đặng rồi mình hưởng cái đời thượng vân. Nhưng mà ngặt bây giờ không, bởi vì phe đó là nó không có đạo. Đó, cho nên bây giờ mình ráng cố gắng nghe lời Đức Thầy. Thầy nói bây giờ làm tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những độc ác, cái chuyện nhỏ không bỏ mà cái tội nhỏ không làm thì cái người này nó trở lại là thiện. Cho nên bây giờ mình thấy thời kỳ nó hung dữ vậy đó, cho nên bây giờ mình thôi ráng nghe lời Đức Thầy, mình tạo cái nhân lành để tránh được cái sự khổ. Chứ bây giờ đây càng ngày càng khổ tới, thành ra bây giờ coi trên đài nó đủ với cách với giết nhau, giành giật với nhau phải không, rồi rượu chè rồi chém giết với nhau phe này phe kia. Vậy thì hôm nay có cái dịp thì cũng nhắc lại cái khổ đó để mình thức tỉnh tu. Vậy thì nó có ba cái điều kiện mà chúng ta để là thấy cái đời nó sắp hết. Cũng như đó, một là động nói về trời thì giông gió sấm mùa sấm tiết thì chứng minh rồi. Rồi thứ hai là đất, ở giờ động đất rụp đất này kia đó, thì đó là trời đất. Rồi người, người thì hung dữ, thì trong thánh rồi này kia cũng có nói rằng nếu mà cái thời kỳ mà tuổi trẻ con nít mà nó yêu nhau đó hay là đời tới, nhà hung dữ nó cũng đời tới. Vậy thì bây giờ mình thấy nó hung dữ dữ lắm rồi, rồi giờ nó yêu nhau rầm rầm nhau chứ đâu có. À, nơi gì chỗ đó mà bây giờ nó chứng minh cho biết rằng cái đời hết, mà Đức Thầy đã khẳng định là ngài lãnh năm xác lệnh xuống đặt cái viết nhiều tờ giấy, ngài nói hạ ông hơn nay đã hết đời, chứ đâu phải sắp hết đời đâu. Vậy thì bây giờ hết đời, nhưng mà có một cái là nhờ có một cái trong nước Việt Nam mình nó có bốn cái tôn giáo chánh: Cao Đài giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo thống nhất, hòa hảo, tụng kinh niệm Phật làm phước, vì thế mà nó còn được cái phước thừa. Cũng như bây giờ tôi đặt ví dụ lúa 3 tháng chín, nhưng mà ông kỹ sư cũng nói bây giờ cái lúa này mà muốn cho nó đạt năng suất thì bây giờ phải giải phân rước hột hoặc là xịt thuốc dưỡng đó, thì nó còn giảm được. Vậy thì hôm nay cũng xin vắn tắt là con cái là giờ thúc này, Đức Thầy nói đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, là núi không cấm đó. Mặc dầu bây giờ rừng lâm cây đá nhưng vậy mà sao là cái chỗ đó là cái đền vua đó, cái núi nó nổ ra đó, rồi cái miếng đất đó dành cho những người hiền có ăn chay niệm Phật thì vô đó mới sống, còn ở ngoài này là tiêu hết. Là vì cái chỗ mà tà giáo gây ác chiến đó, sau này đó Ngũ Long công chúa đánh với tiên luôn, quá phép đánh bằng tiên không chứ không phải bằng vũ khí này đâu. Đến chừng mà sấm nổ rồi đó hen, thì nghĩa là ngũ hành biến chất rồi, súng không nổ mà máy bay bay không được. Tới cái giai đoạn đó rồi đó, rồi Ngũ Long công chúa, năm nàng công chúa này, cái phái vô hình đó nó đánh rồi tiên mới xuống đánh, đánh mà đã đời cũng không đến nỗi không được nữa, rồi Phật xuống thâu phép mới được mới hết. Thì cái cơ tận diệt này nói như vậy nó xảy ra vậy đó, đặng chi để tiêu diệt hết. Đức Thầy khẳng định trong cái khắp thế giới biến gì thương hại mất hết, không còn vật gì hết, biến gì là không còn vật gì hết. Rồi xong rồi mới lập, dùng phép màu mới lập lại thượng quân là cái đời tiên tại thế. Đó, cho nên bây giờ cô bác ráng nghe lời tin Đức Thầy đi làm ông Phật ở từ cõi trên đó, mà ông xuống đây. Mà đa số rồi người ta tin rằng Đức Thầy là một Phật, mà ông Phật ông nói là không có nói ngoan đâu. Ông nói là phải có trước sau vậy thôi. Còn bây giờ ông biểu mình tu để đặng rồi ông độ mình, đặng rồi sống qua đời thượng quan rồi ổng ban thưởng lại cho mình. Vậy thì cái này ổng hứa với mình là chắc không có mất đâu. Vì Đức Thầy nói người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai chứ có sai lời. Ổng dặn tín đồ của ổng mà nói không có nói láo, nói dốc ai nghe sai lời. Vậy thì ông Phật ổng xuống đây không có nói ngoan đâu. Cho nên mình phải tin ổng là ông Phật. Rồi bây giờ mình rủ nhau con cháu, cũng như bây giờ tôi nói thẳng Đức Thầy á, mình ngủ mê từ đó tới giờ rồi, mê theo danh lợi tình mà bị luân hồi trong đường lục đạo đã vô lượng lần. Nhưng mà hôm nay có kỳ xã tội mà Đức Thầy xuống đây thì kêu mình thức dậy, thì đánh thức mình là nó bổn đạo ơi hãy thức. Vậy mà tầm đạo kiếm đài để thi cử khỏi mang tiếng rớt.
Thì bây giờ mình thất đi đặng rồi mình kêu con cháu của mình, nó đặng nó thất theo đặng rồi nữa giữ cái hội Long Hoa sống qua đời thượng phương thành tiên. Chứ mình mà không thất nghe rồi con cháu của mình không thất rồi để nữa nó khổ. Thì chết kỳ này đó ha, kỳ này mà không tu đó thành ra tro bụi đó, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, thành đất, thành nước, thành cây, cỏ bỏ. Thành ra về chỗ đó thôi, bây giờ mình ráng lập thân con lúc này đi, để rằng mình hưởng cái đời thượng phương nó quý gì lắm. Vậy thì cũng nguyện hơn trên Đức Phật, Đức Thầy, Long Thần, Hộ Pháp, các đứng bề trên cũng gia hộ độ cho tàn thể quý vị được tỉnh tâm hướng về giáo lý của Đức Thầy, để rồi lo ăn chay cúng lại niệm Phật làm hiền để đặng rồi sống cái đời thượng phương, để rồi hưởng ra vì Đức Thầy có hẹn nhau hiệp hòa nhau chờ đợi năm non kìa, hỏi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Vậy thì mong rằng tất cả cô bác hay chị em chúng ta đó, đó để được giữ cái hội Long Hoa. Để rồi nhắc lại lời của Đức Thầy, để rằng cô bác anh chị em thức tỉnh để rồi mình ráng lập thân. Vì xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây, mà ông Phật là ai? Đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ, nói riêng về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, được Ngài ra đời tại tỉnh An Giang, cũng như nói ta về An Giang tỉnh rõ ràng ai hay, hoặc là Phật sức An Giang rõ phép màu. Vậy gì về xuống đây mục đích để gì? Là cứu đời và lập quốc. Cứu đời là gì? Hạ quân nay đã hết đời, mà hết đời nó diễn biến nhiều hiện tượng, cũng như Thầy nói rằng diệt thiên cơ khùng cỏ trơn cho bát tánh trường nó lao lý. Vì Ngài là một vị Phật, Ngài đã hiểu được cái việc định lực của thiên nhiên, cho nên Ngài nói rằng diệt thiên lý một bầu điều hẳn, thiên là trời mà cái lý của trời đó, Thầy biết hết, cho nên là Thầy nói được thiên cơ được lệnh nên ta nói. Thì Thầy xuống đây Thầy đặt cái viết vô tờ giấy, Ngài nói hạ ông ơn nay đã hết đời. Mà khi hết đời đó, thì Ngài nói là phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Vậy kỳ này đó, hạ quân hạ này nó đổi đủ thứ hết á, cũng như đổi chồng, đổi vợ, đổi con, đổi non, đổi núi, đổi hòn Hà Tiên, rồi đổi châu đốc, là đổi tịnh biên, rồi thất sơn qua, đổi qua liên nhà bàn, rồi qua liền năm nước chật đàn, mà qua lộ văn giáo, máu tràn huyết lưu. Vậy đây tới cái thời cuộc. Nhưng mà bây giờ nhắc trở lại đó, thì bây giờ mình thấy coi, mình coi trên đài đó, nó diễn biến nhiều hiện tượng. Vậy thì cái cuộc đời hạ quân này đó, các thánh nhân có cho biết rằng nó có ba cái mà báo hiệu chúng ta đã hết đời. Cái thứ nhất đó là trời, rồi đất, rồi người. Vậy thì trời đó, thì Thầy nói là trời giông gió, sái mùa, sái tiết. Thì bây giờ mình thấy cái bão tố rồi kia đó, nó thay đổi hoài. Rồi bây giờ đất á, thì sụp đất, rồi động đất thì cũng có rồi. Cũng như Ngài tiên tri cho biết trước cái hồi Ngài mà Thầy ra đời đó, thì Ngài cho biết cái đệ nhị thế chiến đó, không, mèo kêu báo tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chứng dê, rồi con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, rồi kỹ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Vậy thì cái đệ nhị thế chiến đó, nó ngưng thôi, chứ chưa hết. Còn trận chiến thứ ba, mà trận chiến thứ ba là chừng nào thì bây giờ mình cũng không biết, cái ngày nào do nơi cái căn cơ chúng sanh phước đức nhiều thì nó giảm, mà không thì nó tới sớm. Như vậy thì mình thấy Đức Thầy cũng cho biết rằng khắp thế giới binh lương cựu túc. Bây giờ mình khắp thế giới, bây giờ mình thấy ở Biển Đông không, cũng như Nga, Tàu, Anh, Mỹ này kia nữa, bây giờ cũng lâm đe nhau, nó hâm dạ chiến tranh, nó bày ra bây giờ đủ nào, bơm kinh khí, lôi lục địa, nguyên tử hạt nhân này kia đó. Rồi giữa cũng như Nga bây giờ, Ukraine bây giờ nó cũng trải ra nhau hoài. Thì đây rồi có ngày rồi nó là nó bùng nổ nhau, hồi đầu thì nó nhỏ riết rồi nó lớn chuyện, mà lớn rồi đây cái thì nó ăn nó làm vua, mà nó thua làm giặc, nó thua nó nhận nút một cái rồi mình tiêu hết. Vì thế mà hôm nay là cái cơ tận diệt này, Đức Thầy cho biết rằng khắp thế giới biến di thương hải, để rồi mới dùng phép màu lập lại thượng quân. Vì hôm nay chúng ta may mắn là gặp vị Phật, mà ông Phật cũng cho biết cái việc thiên cơ như vậy đó. Vậy thì bây giờ mình mới tự hỏi, bây giờ mình muốn sống hay không? Mà muốn sống thì bây giờ phải nghe lời ông. Vì ông Phật ổng có thiên biến vạn hóa, ổng có công năng độ sanh và độ tử. Vì thế mà bây giờ ổng xuống đây là ổng cứu độ mình.
mà có cách là bây giờ phải nghe lời ông. Thì bây giờ nghe phải làm sao? Giờ nó có ba cái điều kiện: một là ăn chay để dừng nghiệp, thứ hai là cúng lại là cầu các đứng bề trên, thứ ba là niệm Phật để trừ cái giọng của mình. Vậy thì bây giờ có ba cái điều kiện để được sống qua đời. Vậy thì bây giờ tôi cũng khuyên với ông bà cô bác anh chị em ráng, vì thấy ông Tam Tạng từ Đông Độ qua Tây Phương Thỉnh Kinh đó 81 cái nạn, mà nhờ ông niệm chữ Nam Mô Đà Phật 6 chữ đó mà ông đi tới Thỉnh Kinh. Thì bây giờ Đức Thầy cũng bảo chúng ta là khuyên chúng sanh niệm Phật đặng coi đời. Vậy thì bây giờ muốn coi đời thì bây giờ phải niệm Phật. Vậy thì bây giờ cô bác anh chị em chưa niệm ráng niệm đi, vì niệm Phật nó cũng không khó khăn gì đâu, mà niệm thì nó có nhiều cái lợi ích đó. Vì niệm một niệm Phật nó trừ được 84.000 cái nghiệp. Thì Thầy nói niệm cho tà quỷ gì sang ra, hoặc là niệm chữ gì là tan chướng nghiệp đó. Rồi bây giờ đó thì niệm Phật là gì? Niệm Phật là cái nhân, mà được nửa dự hội long qua là cái quả. Cái quả nó vậy đó. Rồi niệm Phật đây là cái nhân, mà nửa cái linh hồn này đó, cái bỏ xác này đó, thì nó bay về, nó nhập vô thai sen là cái quả. Vậy thì ao sen báo thầy phương đô nở, chờ chúng sanh niệm Phật trí tâm. Vậy thì bây giờ khuyên với ông bà cô bác anh chị em ráng niệm Phật đi đó. Vì niệm Phật nó nhiều cái lợi ích lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta không có vô tình mà để rồi không thực hiện thì nó rất uổng. Vì xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây mà ông Phật xuống đây đó, mà mình giờ ông dạy mình, dạy khôn cho mình, mà giờ mình không học khôn thì nó rất uổng lắm cô bác ơi. Cho nên bây giờ mình ráng nghe lời đi, bây giờ mình chịu thiệt thòi chút đi, vì cái đạo thì nó bị thiệt thòi, nhưng mà sau này lập lại cái đời thượng quân á, thì Phật ban thưởng cho mình hưởng cái cuộc đời thượng quân là cái đời tiên. Cũng như bây giờ nếu mà nói cái đời thượng quân thì sao? Cái đời thượng quân là hạ quân này, thượng quân, trung quân, hạ quân nó hết. Mà bây giờ nó hết rồi mới đổ lại cái thượng. Mà cái thượng là cái đời trong sạch, là cái đời đó là cái đời tiên. Đó. Vì thế mà bây giờ đó chừng đó qua đó khỏi mần cũng ăn, khỏi lo có mặt, rồi không đau, không bệnh này kia đó. Không còn là sâu đi thế đóng hay là không còn khổ nữa. Thì bây giờ đó mình đăng ký đi để rồi qua cái đó hưởng, vì cái đời thượng quân là cái đời Đức Thầy ban thưởng cho mình hưởng để bù lại cái ngày mà hôm nay mình tu biệt thiệt thòi. Quý ông bà cô bác mà có nghe được cái việc mà trao đổi này đó, thì cũng nguyện trên gia hộ cho quý vị tĩnh tâm, rồi hướng về ăn chay nhiều ít, rồi cúng lại, rồi niệm Phật để được sống qua đời. Đó là cái điều bí yếu nhất mà Đức Thầy cũng mong chúng ta. Vậy thì cái coi đời này thì Đức Thầy chỉ cũng dễ chứ không có gì đâu. Thầy nói lập rồi cái hội long qua, là lập cái hội long qua tại núi Ông Cấm đó, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Vậy thì cái hội long qua chọn người hiền chứ không có gì trơn á. Mà bây giờ muốn làm hiền thì bây giờ mình ăn chay cúng lại niệm Phật thì nó trở lại là hiền chứ không có gì. Vậy thì muốn hiền là phải nhịn. Vì cái thời kỳ này nó hay tranh đấu nhau. Mà tranh đấu là gì? Cãi giả nhau cũng như vợ chồng, cha mẹ, anh em đó, rồi sớm chồm này kia đó. Thì thời kỳ này là thời kỳ tranh đấu. Vì thế mà Đức Thầy mới đưa ra biết con người của mình nó không hòa, không hợp nhau. Cho nên Thầy mới lãnh cái lệnh xuống đây đó. Thầy đưa ra cái giáo pháp là Phật giáo. Đạo Phật đứng tàn giác tàn mỹ, ông giác ngộ rồi. Cho nên ông mới dạy, ông lãnh trách nhiệm xuống đây ông dạy. Mà dạy gì? Dạy hòa, dạy hảo. Hòa là hiệp với nhau, hảo là vui vẻ với nhau. Chứ cái thời kỳ này đó là cái thời kỳ tranh đấu, mà con người mà tranh đấu á thì hơn thua chém giết với nhau là gây cái quả. Vì cái cõi này là cõi nhân quả. Mà nếu chúng ta tạo cái nhân gì thì hưởng quả nấy, cũng như giờ có công đất mà bây giờ mình trồng cái gì thì hưởng cái nấy. Vậy thì nhân là hột giống mà quả là trái. Còn nhân là ngờ mà quả là nghiệp quả. Vậy thì mình làm cái gì mình hưởng cái nấy. Vì Đức Phật đó cái lực nhân quả cũng như bóng với hình. Nếu mà cái hình mình mà nó cong thì đứng rồi cái bóng ngã chứ nó cũng cong. Mà cái hình ngay thì nó hay. Cũng như cái mặt kiếm bây giờ mình lại đó, mà mình chấp tay mình xá vô trọng là nó xá ra. Còn mình ở ngoài này mình thụi vô thì trọng nó thụi ra. Vì thế mà hôm nay Đức Thầy mới chỉ chúng ta. Vậy thì bây giờ đứa nít giờ niệm cũng được nữa.
mà giờ đâu mình làm cái gì cũng bây giờ lặn ở dưới biển cũng niệm được, mà bay trên trời cũng niệm được, mà bây giờ bằng ruộng hay là bất cứ làm gì gì cũng niệm được, mình niệm Phật trong tâm chứ đâu có ngoài đâu, phát văn nắng dầm mưa gì đâu mà khổ phải không? Vậy thì quá dễ cô bác ơi, bây giờ thôi ráng cố gắng thôi, thức tỉnh tu. Thì mình mê hoài thôi, giờ Đức Thầy kêu mình thức rồi thôi mình thức. Chứ nhà cháy rồi mà ở trỏng nằm mà dù là tiêu ạ. Bây giờ lần trời lửa cháy liên miên đó. Vậy thì hôm nay có cơ hội gì đó thì cũng nói lên đây không gì hơn là cũng nguyện với Đức Thầy, rồi Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho toàn thể chứ quý vị mà được nghe mặc dầu ít, nhưng mà ráng thức tỉnh để rằng lo tu cho kịp cái thời kỳ hậu quan hạ này sắp hết. Vậy thì tôi cũng nguyện ở trên Đức Phật, Đức Thầy, các đứng bề trên gia hộ cho toàn thể chứ quý vị mà được nghe lời tôi nhắc của Đức Thầy thì để rồi giác ngộ tu hành để đến ngày hội Long Hoa có mặt diện kiến Đức Thầy khi trở gót và Đức Minh Vương lên ngôi để chúng ta nghe Phật thuyết pháp và đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.